Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có trong bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Huawei sắp ra mắt smartphone 5G. Huawei dự kiến sẽ công bố mẫu smartphone 5G vào cuối năm nay, vượt qua lệnh cấm vận của Mỹ nhờ sử dụng chip 5G do chính họ thiết kế và được sản xuất bởi SMIC, xưởng đúc lớn nhất Trung Quốc. Thông tin này được tiết lộ bởi 3 công ty chuyên nghiên cứu về ngành công nghiệp smartphone của Trung Quốc. Trước đây, do bị đưa vào danh sách đen, Huawei không thể mua hay đặt hàng sản xuất các dòng chip tiên tiến để phát triển smartphone có kết nối 5G. Tuy nhiên, với công cụ tự động thiết kế điện tử EDA do Huawei phát triển, công ty có thể tạo ra chip 7 nanomet trên quy trình sản xuất của SMIC. Dù quy trình N+1 của SMIC có hiệu suất thấp, chỉ giúp Huawei sản xuất từ 2 đến 4 triệu smartphone 5G mỗi năm và tối đa là 10 triệu máy, cùng chi phí sản xuất có thể cao hơn so với thông thường. Việc có thể tự chủ và sử dụng chip 7 nanomet hỗ trợ 5G đối với Huawei vẫn đáng giá hơn phải mua chip Snapdragon 4 nanomet mới chỉ hỗ trợ 4G như hiện tại. Hiện thì cả Huawei và SMIC vẫn chưa phản hồi về thông tin này. Tin tức tiếp theo, dòng Galaxy S24 mới có thể sử dụng chip Exynos. Samsung đang phát triển Exynos 2400 thế hệ tiếp theo với những nâng cấp đáng chú ý về hiệu suất để chuộc lại tính xấu của dòng chip Exynos. Theo nguồn tin từ Twitter, Exynos 2400 sẽ được trang bị trong dòng S24 cùng với Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Exynos 2400 được cho là sẽ có cấu hình CPU 10 nhân hoặc bộ xử lý lõi DK. Tuy nhiên, không phải tất cả 10 lõi sẽ chạy đồng thời, mà sẽ được tối ưu hóa cho các tác vụ khác nhau. Samsung đã xác nhận rằng con chip này sẽ ra mắt cùng với dòng S24 và tin đồn cho thấy hiệu suất của Exynos 2400 gần ngang với chip Apple M2. Đây có thể là nỗ lực của Samsung nhằm xóa bỏ tính xấu mà dòng chip Exynos gây ra trong những năm gần đây. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, Redmi K70 sắp ra mắt. Xiaomi đang chuẩn bị ra mắt chiếc smartphone Redmi K70 với phần cứng hàng đầu. Theo tin tức từ Digital Chat Station trên Weibo, chiếc máy sẽ được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 2 cùng với Redmi K60 Pro. Điều này là không quá bất ngờ vì K60 cũng đã có chip Snapdragon 8 cộng Gen 1, một nâng cấp so với Dimensity 8100 trên Redmi K50 tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, K70 Pro còn được cho là sẽ sử dụng chip hàng đầu tiếp theo của Qualcomm. Nhiều khả năng sẽ là Snapdragon 8 Gen 3. Dự kiến, K70 và K70 Pro sẽ được ra mắt tại Trung Quốc vào khoảng cuối năm nay, tương tự như dòng K60 ra mắt vào tháng 12 năm trước. Tuy nhiên, buổi công bố có thể diễn ra vào tháng 12 năm nay, trong khi những chiếc điện thoại này sẽ được bán ra vào đầu năm sau. Dòng Redmi K70 hứa hẹn sẽ cạnh tranh với các smartphone hàng đầu khác đến từ EQ và Realme. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.